Trân trọng kính chào Thái Ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với Việt Face TV trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình hội thoại đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cùng quý vị ngày hôm nay, sau một thời gian dài đã nghe rất nhiều các tin tức từ phía bên ngoài và câu nỗi niềm u uẩn của những người làm nghệ thuật, những nhạc sĩ, những ca sĩ hiện nay đang vướng phải một tình trạng mà tiến thoái lưỡng nan và một cái tình trạng mà rất khó chịu đối với riêng những nhạc sĩ, những ca sĩ đó. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh để đón tiếp ca sĩ Chế Linh hay là nhạc sĩ Tú Nhi. Trước hết thì anh Dũng xin kính chào anh Chế Linh. Chế Linh xin chào anh Dũng và xin chào tất cả quý vị đang theo dõi đài. Dạ vâng. Thường thường đó, thưa quý vị, khi mà gặp anh Chế Linh và mỗi lần mà giới thiệu anh đó, thì anh Dũng lúc nào cũng phải giới thiệu là danh ca Chế Linh. Mà lần nào 10 lần như là 11. Là anh vô là anh cứ nói là tại sao cứ nói anh là danh ca làm cái gì thì để ở ngoài cho khán giả nói được rồi. Nhưng mà anh Dũng cảm thấy không có an tâm cái điều đó, thưa quý vị. Rõ ràng một ca sĩ mà cái giọng hát của họ đã đứng, đã giữ vững trên thị trường âm nhạc và được bao nhiêu người yêu mến trong một thời gian dài như vậy, tính ra cho đến nay thì anh chắc cũng phải là sinh hoạt từ 50 đến 60 năm rồi. Do hơn, đó hơn mà, 60 năm. Hơn 60 năm luôn. Dạ. Thành ra cái chữ danh ca nó không hề là một cái điều mà nó khiếm khuyết gì cả. Do đó một lần nữa xin kính chào danh ca Chế Linh. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Dạ vâng, thưa anh, mấy hôm nay thì anh Dũng có xem những cái đoạn video, trong đó anh đã có tự sự liên quan đến những cái tình trạng mà anh đang đối phó hiện nay. Trong đó thì anh Dũng cảm nhận được một cái điều là anh rất buồn vì những cái tác phẩm của mình, những đứa con tinh thần của mình hiện nay đã gặp những cái số phận trôi nổi mà chính ra những cái điều đó là những cái điều mà anh hoàn toàn không muốn. Như trong cái cuốn, trong cái channel Chế Linh mà hồi theo dòng hồi ức phải không ạ? Đúng rồi. Cái episode số 72. Qua đó thì anh có kể chuyện liên quan đến một cái nhạc phẩm của anh đã từng tặng cho nhạc sĩ Vinh Sử. Và bên cạnh đó thì trong cái phần sau anh cũng có nhắc đến cái vụ kiện hiện nay anh đang phải đối đầu với trung tâm lớn ở tại hải ngoại, đó là trung tâm làng văn. Trước hết cái câu hỏi đầu tiên, hai cái sự kiện này nó có phải là một không? Có phải là vì cái bài hát mà anh tặng cho Vinh Sử mà nay anh bị làng văn kiện hay không? Thưa Dũng và thưa quý vị, là hai cái đó khác nhau. Dạ vâng. Hai cái khác nhau. Hai sự kiện khác nhau ạ? Đúng rồi, hai sự kiện khác nhau. Dạ. Cái sự kiện mà đưa cho bài hát cho Vinh Sử để mà in bán đó là giúp đỡ Vinh Sử. Dạ vâng. Nhưng mà Vinh Sử không còn nữa. Thành thử Chế Linh xin thu hồi về để tránh những cái phiền phức cho chính bản thân mình. Dạ. Mà chính bản đó là bản của mình mà mình hát mà bị nghe là người ta chặn đứng và giới hạn mình thì cái việc đó hơi phi lý. Dạ. Vì vậy Chế Linh cũng xin thông báo với tất cả những người thương mến. Chế Linh xin được thu hồi lại. Dạ vâng. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về các chi tiết liên quan đến cái nhạc phẩm này đó, Đoạn Buồn Đêm Mưa phải không ạ? Đoạn Buồn Đêm Mưa. Dạ vâng. Bài Đoạn Buồn Đêm Mưa sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi. Và nhạc sĩ Tú Nhi đã ưu ái để người gửi tặng cho một người bạn nhạc sĩ của mình trong cái lúc người bạn nhạc sĩ này chưa có thành danh. Và sau đó thì những thời gian gần đây cái bài hát này nó đã gặp một số các cái rắc rối về cái vấn đề tác quyền. Thì nay nhạc sĩ Tú Nhi hay là danh ca Chế Linh muốn thu hồi bài hát. Chỗ này thì anh Dũng nghe tới đó đó, anh Dũng đặt ra hai câu hỏi. Thật sự đó thì là không phải tặng mà đưa cho Vinh Sử in để bán. In để bán. Nhưng mà tất cả những cái tiền mà in để bán đó thì anh có lấy lại đồng nào không? Không bao giờ. Dạ vâng. Khi mà đã đưa cho người bạn rồi, giúp đỡ cho người bạn rồi, người bạn có quyền nghe là thu lợi thì tất nhiên là mình đã tặng để cho người bạn kinh doanh trên cái tác phẩm của mình. Đúng vậy. Đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi. Thế bây giờ thưa anh, trong cái lúc mà anh tặng như vậy đó thì anh có làm giấy tờ anh ký là tôi tặng cho bạn bài hát này thì và có thật sự ra cái hồi trước 75 đó thì cái lời hứa của anh em nghệ sĩ đó nó là một cái đóng đinh rồi. Dạ vâng. Nó như là một cái gọi là cái hợp đồng rồi. Dạ. Thành thử đâu không bao giờ nói đi và nói lại được. Và kể cả như Chế Linh đã cộng tác với làng văn, Chế Linh cũng nói rằng chưa bao giờ ký hợp đồng với làng văn là độc quyền. Dạ. Nhưng mà Chế Linh mới nói với tất cả mọi người, khi mà mọi người
trung tâm này mời, trung tâm kia mời. Dạ. Thì cho nên nói là cho nên có độc quyền bên làng văn. Dạ vâng. Nhưng mà lúc nào cho nên muốn cần hát cho trung tâm đó thì cho nên hát thôi. Làng văn không được quyền cản cho nên. Dạ vâng. Cái vấn đề liên quan đến làng văn thì có lẽ là mình sẽ dành sau đi. Dạ. Trở lại với cái đề tài của Vinh Sử đó, như vậy là ngày xưa nghệ sĩ trọng với nhau bằng lời nói. Đúng vậy. Và cái lúc đó cái nền âm nhạc của mình chưa có nói nhiều về cái đề tác quyền. Đúng vậy. Mà nhạc sĩ sáng tác ra chỉ là in thành bản rồi bán cho công chúng, và sau đó thì ai muốn thâu thanh thì thâu, phải không ạ? Đúng. Không rồi. Có đòi tiền tác quyền. Đúng. Không có đặt nặng vấn đề tác quyền như bây giờ. Chúng ta mới thấy cái vấn đề đó là vấn đề công đạo dành cho những tác phẩm âm nhạc, những cái trí tuệ của người sáng tác. Dạ. Yeah. Và trở lại như thế này, thế thì bây giờ không có một văn bản nào để tặng cho nhạc sĩ Vinh Sử. Thế thì khi mà anh nói rằng nhạc sĩ Vinh Sử sau này đã đưa tất cả những tác phẩm của mình cho một cái trung tâm, mình tạm gọi là một cái đại diện bên thứ ba đi. Rồi. Họ sử dụng những, họ có quyền để sử dụng những tác phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử, thì nhạc sĩ Vinh Sử có ký giấy tờ với họ để trao lại một cách chính thức cho cái bên thứ ba đó hay không? Cái việc đó thì cho nên không bao giờ, hoàn toàn không biết. Cũng không biết luôn. Dạ. Không biết luôn. Dạ. Đó. Thành ra cái chỗ này muốn đặt anh câu hỏi đó để mình hiểu rõ là khi mà trao tất cả những cái đó thì cái hình thức nó sẽ như thế nào. Như vậy thì khi mà anh sử dụng lại cái bài Đoạn Buồn Đêm Mưa đó, anh bị cái bên thứ ba đó họ làm khó làm dễ. Dạ vâng, anh kể cho mọi người nghe về cái chi tiết này. Thưa quý vị, thật sự là như vậy. Khi mà ở trong cái channel của tôi, dạ, mà tôi hát bài chính bài của tôi, bài Đoạn Buồn Đêm Mưa, yeah, thì bị gọi là khiếu nại tới 3 lần, thành thử mình mới có cái thông báo để thu hồi. Yeah. Chứ còn nếu mà khiếu nại 1 lần thì mình cũng thôi bỏ qua không sao. Yeah. Nhưng mà đến đây tới 3 lần lận, yeah, thành thử là mình thấy rằng phi lý. Yeah. Không thể mà để cho người ta có thể mà lạm quyền này được. Vì vậy cho nên xin thông báo để thu hồi lại. Cái chỗ này là, thưa anh, thế thì cái khi mà làm bị làm khó làm dễ đó là YouTube họ không phải họ đóng của anh là hay là của bên kia, với một trung tâm, một công ty, dạ, có tên gọi là BX Media, dạ, tức là BHCO, dạ, đó thì họ có claim cái việc đó, dạ, và đồng thời họ nói là họ có quyền để sử dụng những bài hát này, dạ, thì khi mình trao đổi đó họ có quyền là bởi vì họ đã mua cái những cái bài hát này qua một trung tâm khác, yeah, tức là bên làng văn, họ mua bên làng văn, mà hồi đó là tiên có cho làng văn được cái quyền gọi là ủy quyền cho làng văn để mà đối coi như là đối phó với các trung tâm, yeah, nói chung và các nơi mà sử dụng bài hát của Tú Nhi mà không, họ không đề cập tới, dạ, tới Tú Nhi, không đề cập tới mình, thì cho cái phép cho làng văn để mà làm những công tác đó, nhưng mà làng văn lại đem đi bán cho một cái một bên thứ ba nữa, một cái bên thứ ba mình, dạ, đó là như vậy là không thể, dạ, có được như vậy. Cái khi mà anh ủy quyền cho làng văn như vậy nó có giấy tờ gì không thưa anh? Giữa Chế Linh với làng văn thì có cái văn bản bên làng văn có đưa, dạ, tức là cái hợp đồng cũng có ký vô, có ký vô, dạ, hai bên đã ký vô và được công chứng, không có được cái có sự notary, không có qua bên luật sư, dạ. Trở lại về cái vấn đề cái bản nhạc Đoạn Buồn Đêm Mưa mà của anh đã tặng cho nhạc sĩ Vinh Sử, thì khi mà bên thứ ba đó họ complain như vậy đó, họ nói là cái bài này là họ đã được nhạc sĩ Vinh Sử, thì khi mà anh họ tìm gặp anh để họ nói là anh không được sử dụng bài hát này, thì họ có trưng ra những cái bằng chứng là những cái chứng từ mà nhạc sĩ Vinh Sử đã ký vào đó để trao quyền cho họ hay không? Cái việc đó thì họ không trưng bày. Dạ, họ cũng không trưng bày. Không trưng bày. Thành ra vậy thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà anh tuyên bố thu hồi, làm cách thức nào để mình thu hồi? Khi mà nó một cái tác phẩm nó trôi nổi như vậy, mình chỉ đưa ra một cái lá thư của mình thôi và mình tuyên bố trên các cái hệ thống truyền thanh phát hình như thế này, thế là tôi muốn thu hồi. Nhưng mà thực chất là người ta vẫn có thể, người ta sử dụng nó và người ta có quyền sử dụng nó. Mình làm cách nào để mình ngăn chặn việc này? Thì cái việc đó là mình cũng đã đưa cho cái phần gọi là luật pháp, dạ, để mà họ nghiên cứu làm như thế nào để thu hồi. Dạ. Tức là mình tuyên bố với khán thính giả để cho mình thu hồi. Dạ. Hay là nói một cách khác,
tuyên bố để cho gia đình của Vinh Sử biết rằng mình xin thu hồi lại cái bài này. Dạ. Để tránh những cái là vì Vinh Sử không còn nữa. Dạ. Mà cái bài hát này nó đã làm có một số những cái vấn đề để cho nên phải đối phó, nó mệt quá. Dạ. Cho nên xin thu hồi lại. Mà bây giờ đó bằng văn bản chính thức là cho nên con đã đưa cho bên cái người mà gọi là về nghiên cứu về tác quyền thì họ sẽ làm cái vấn đề này. Tức là anh có đại diện pháp lý để mà mình thu hồi bài hát này về bằng văn bản rõ ràng. Đúng chứ vậy. Không phải là chỉ bằng những cái lá thư hoặc là những lời tuyên bố không của mình. Đúng vậy. Dạ. Đó là cái điều mà anh Dũng muốn hiểu. Thành ra là cũng như là cái cách mà chúng tôi muốn cho tất cả mọi người hiểu thấu đáo hơn về cái tình cảnh này của một nhạc sĩ, thưa quý vị. Một bài hát mà mình đã sáng tác ra, mình ngày xưa mình tặng cho người này hoặc là người này có thể sử dụng cái quyền của nó. Bây giờ lại chính mình đi hát bài đó lại mình lại bị một cái bên thứ ba họ đưa ra, họ cấm mình không được hát bài hát của mình. Điều này là một cái điều rất là cay đắng, mà chắc có lẽ là các thế hệ nhạc sĩ về sau sẽ người ta sẽ có nhiều cái biện pháp tốt hơn. Là vì ngày xưa đúng, anh là một đại diện của một thế hệ nhạc sĩ vàng của Việt Nam trong cái thời cực thịnh của nền âm nhạc Việt Nam từ sau năm 1954. Và chúng ta lúc đó đối xử với nhau bằng tình cảm, phải không ạ? Rất tình cảm. Không hề có biết giấy tờ, không bao giờ chỉ nói miệng với nhau và sử dụng cái uy tín là đúng cái điều tiên quyết để mà đối phó với nhau, đúng để vậy. Mà tiếp đãi với nhau. Dạ. Cho nên những cái việc này đó đáng lý là tiến lên phải lên tiếng lâu rồi. Dạ. Thật sự mình không muốn nó có một cái sự việc mà nó ồn ào quá ở trong cái ngành nghề của làm văn hóa nghệ thuật. Yeah. Nhưng mà càng ngày nó càng trầm trọng, càng ngày nó càng bi đát. Yeah, vâng. Và mình thấy rằng cái việc này nếu mình không lên tiếng thì sẽ xảy ra có một số việc mình không lường được sẽ xảy đến với tất cả những ca sĩ hay là nhạc sĩ sáng tác. Yeah, vâng. Sẽ gặp phải những cái trường hợp như thế này, họ lạm dụng cái quyền hạn nào không biết, hay là họ dựa vào cái thế lực nào mình không biết, họ thu mua tất cả những cái tác phẩm của các tác giả. Dạ. Trước 75. Và đồng thời là trên không có thể nào đưa cái tác phẩm của mình cho các nơi đó để mà quản lý, vì cho nên còn một số những bạn bè, những trung tâm, những thân hữu, hay là nói rộng hơn có con của Trí Linh nữa. Dạ. Là ca sĩ, nó muốn dùng những bài hát này, nó muốn hát những bài hát này, không lẽ rồi mình lại đi năn nỉ cái người mà mình ủy thác cho người ta. Dạ, vâng. Thì cái việc đó là phi lý. Cái điều này thì anh Dũng cũng có nghe anh tâm sự ở trong cái episode số 72 của anh. Thì anh nói là anh chỉ muốn thu hồi lại tất cả những cái tác phẩm của anh và anh giữ đó. Công ty nào hoặc là trung tâm sản xuất âm nhạc nào là những cái người gần gũi với anh muốn sử dụng thì anh để cho họ sử dụng tự nhiên. Đúng. Không có tác quyền. Những ca sĩ đàn em nào muốn sử dụng, anh cũng tặng cho họ để họ hát được, không có lấy tác quyền. Và đặc biệt là cho những người con của anh để sử dụng nó một cách thoải mái. Chứ anh không muốn là thí dụ những trung tâm thân thuộc của anh hoặc là những nghệ sĩ thân thuộc của anh mà đi hát bài của anh là rồi phải đi xin phép. Đó là điều mà anh đã tâm sự trong cái cuốn đó. Đúng vậy. Dạ. Đó vậy đó. Chỗ này đó thì anh Dũng muốn hỏi anh thêm một cái điểm như thế này. Hồi nãy anh có nói đó. Tức là không những riêng một mình anh mà rất nhiều các nhạc sĩ khác cũng lâm vào cái tình trạng, có nghĩa là nhiều khi không có bán tác quyền cho những cái đại diện, nhưng mà rồi cuối cùng rồi những cái tác phẩm của mình không biết là bằng cách nào lại lọt vào những cái người đại diện đó, rồi lại gặp rắc rối. Thế thì có những cái mẫu chuyện nào mà anh có thể kể ra cho mọi người nghe, là chẳng hạn như là một nhạc sĩ nào đó, là vì tất cả những cái thế hệ nhạc sĩ như chúng tôi đã thưa cùng quý vị, bây giờ anh Chế Linh là một trong số những nhạc sĩ hiếm hoi còn sót lại của cái dòng nhạc vàng. Thế bây giờ những người nhạc sĩ lớn tuổi khác cũng đã ra đi rồi, làm sao họ đối chứng với những cái điều đang xảy ra như thế này? Thành ra anh là một người đại diện mà mọi người chắc là cần thiết với cái sự đây cũng là một cái may mắn, là mặc dù cho tới ngày hôm nay cho nên vẫn những người bạn đồng tuổi hay là lớn tuổi cũng đã ra đi rồi, chỉ còn mỗi một thằng này thôi còn lại đây. Bây giờ là nếu mà cái mình không nói thì không còn ai để nói nữa. Vì vậy ở trong cái mới đây thôi lại gặp một sự việc mà bạn tôi đã nhắm mắt đi rồi, là tức là Nhật Ngân. Thì cái bài hát
mà Chế Linh hát ở trong cái channel của Chế Linh. Dạ. Và có dùng bài hát Giả Từ Vũ Khí. Dạ vâng. Nhưng mà họ lại claim Giả Từ Vũ Khí thì claim lại là của họ. Vì thế Chế Linh thấy cũng là rất là bực mình với cái người bạn Chế Linh đã nằm xuống rồi. Dạ vâng. Là bài Giả Từ Vũ Khí. Đó, cho nên cái BS Media đã claim cái bài hát đó. Dạ vâng. Nhạc sĩ Nhật Cương là một nhạc sĩ ở hải ngoại, và hình như là những sáng tác của ông hình như sau này cũng đã đào giao lại ủy quyền cho một trung tâm lớn ở hải ngoại, phải không ạ? Đúng vậy. Dạ. Thì coi như là một trong những nhạc sĩ viết bài rất nhiều, nói về lính, nói về tình yêu. Dạ. Và trên với Nhật Ngân là coi như là bạn thân, và đồng thời là về đây cũng đã sinh hoạt với nhau một thời gian rất dài. Dạ. Và hiểu biết được một số những cái mà vấn nạn trước đó, cách đây mấy, nghĩa là hơn 10 năm rồi, là tất cả những cái việc này mình đã biết là nó sẽ xảy ra. Dạ. Xảy ra ở trong đất nước Việt Nam. Trên đất nước Việt Nam, mình nói chung là trên đất nước Việt Nam chứ không phải là ở hải ngoại. Dạ vâng. Họ sẽ có một ở trong những cái cơ sở nào đó sẽ mạo nhận rằng họ đã cai quản một số những cái nhạc phẩm của các nhạc sĩ đó. Dạ vâng. Mà thật sự đã xảy ra. Sau này thì mới biết rằng là cơ sở đó là ở cơ sở nào là mình mới biết. Chứ còn quả thật hồi đó là mình đã đoán rồi. Dạ. Đã đoán trước rồi là sẽ có gặp phải những cái vấn nạn này. Nhưng mà không ngờ lại nó lại xảy ra trước mắt mình hiện nay. Và ngay với mình luôn. Ngay với mình luôn. Dạ. Là một nhạc sĩ, là một nghệ sĩ, tức là khi mà chúng ta đối đãi với nhau, chúng ta chỉ sử dụng cái tình thương thôi, phải không ạ? Tức là không có nói về vấn đề pháp lý, không nói về vấn đề giấy tờ. Nó như bây giờ như thì mình phải đối phó với điều đó. Để nói cho rõ hơn với quý vị, như cái mà gọi là bên cơ sở nói về tác quyền đó. Dạ. Là của ông Phó Đức Phương ở trong nước đó. Ở trong nước đó. Khi dạ. mà Chế Linh về Việt Nam để hát, thì ông Phó Đức Phương tới để mà claim tiền cho ban tổ chức. Dạ. Để mà trả tiền cho tác quyền của Tú Nhi. Thì mình đang ngồi đó thì nói, ôi rồi lấy tiền này rồi đem cho, đi đâu? Nó đem về cho Tú Nhi. Nói dạ tôi là Tú Nhi đây. Cho đến bây giờ anh đã có nhận được đồng tiền nào từ những cái tổ chức, những cái người mà đi thâu tiền tác quyền đó, đối với tất cả những cái tác phẩm trôi nổi của Tú Nhi để họ gửi cho anh không? Chưa bao giờ. Cho tới ngày hôm đó, cho tới bây giờ. Tức là anh đã có chứng kiến một người đi đại diện cho Tú Nhi để đòi tiền. À, đúng rồi. À, nhưng mà sau đó thì từ hồi nào tới giờ là chưa bao giờ nhận được đồng tiền nào. Chưa bao giờ. Từ những bài hát của mình. À, chưa bao giờ. Và có rất nhiều tác giả. Dạ. Ở Việt Nam họ nói là cái tác quyền họ lấy ở đâu á. Dạ. Một vài cơ sở có. Dạ. Một vài nhạc sĩ có. Ta anh Châu Kỳ thì cũng có nói họ cũng có đưa cho anh. Dạ. Họ cũng đưa cho chị. Còn bao nhiêu nhạc sĩ khác, nếu mà người ta không có đi đòi hỏi đó. Dạ. Thì chắc chắn là họ cũng quên luôn. Như vậy có nghĩa là trong cái giai đoạn này, tại vì mình ở Mỹ mà mình thấy đúng. Là những cái người, những nhạc sĩ ở Mỹ, người ta những cái sáng tác của họ chỉ có thí dụ như trong vòng mấy chục năm đó thì không được ai sử dụng, nhưng sau cái đó thì họ có thể nó được sử dụng một cách rộng rãi. Nhưng mà trong cái thời gian đó, tất cả ai sử dụng những tác phẩm, những cái sáng tạo trí tuệ của họ đều phải trả tiền. Đó là một cái điều rất là công bằng cho những cái sức sáng tác của những cái nhà người ta bỏ tâm bỏ sức ra người ta làm. Thấy rằng mình sống ở hải ngoại đó. Dạ. Mình thấy cái gọi là cái luật bên hải ngoại đó, sao nó nhẹ nhàng quá, nó nghĩa là thấy nó nặng lắm nhưng mà rất nhẹ nhàng. Tức là nó đâu ra đó rồi. Đâu ra đó. Dạ. Không có một cái bừa bãi mà gọi là dẫm chân. Ừ. Bên chỗ này dẫm bên kia thì dẫm bên nọ. Dạ. Thì cái việc mà cái quyền cái sáng tác các tác giả như ngày hôm nay mà bị có một số những cái việc mà nó không ra cái đầu, không có ra đuôi gì đó. Dạ. Là do ở cái việc mà cái tổ chức của họ. Dạ. Không có nghĩ rằng cái việc đó mình làm có được hợp lý hay không. Dạ. Họ không nghĩ cái vấn đề đó. Dạ. Họ chỉ được cái thu lợi của họ được thôi. Dạ. Họ chỉ nghĩ thế thôi. Nào, bây giờ chắc có lẽ là chúng ta chuyển sang cái đề tài thứ hai, mà cũng trong cái episode số 72 của Anh Có Tâm Sự đó, là cái mối thâm tình của anh với Trung Tâm Làng Văn.
từ những ngày đầu tiên cho đến nay cũng trên dưới hơn 40 năm rồi. Khi nói đến Chế Linh thì nói đến làng Văn, mà khi nói đến làng Văn là nói đến Chế Linh. Anh đã nói như vậy trong cuốn video đó. Thưa anh, thế thì cái câu hỏi đầu tiên đó là lý do gì làng Văn khởi kiện anh? À, thưa quý vị, đó là một cái câu hỏi hết sức là giá trị, mà cho nên cần phải thổ lộ cho tất cả quý vị là những người thương mến Chế Linh và Tú Nhi. Thật sự Chế Linh đã cộng tác với bên làng Văn hơn 40 năm. Và tận cho tới ngày hôm nay thì Chế Linh nhận được một cái sự mà hết sức là ngạc nhiên, là trung tâm làng Văn lại khởi kiện Chế Linh, nói là Chế Linh vi phạm hợp đồng. À, yeah. Vì vậy Chế Linh cũng sẽ trình bày cho tất cả những quý vị tại sao có những cái lý do đó. Thật sự khi mà Chế Linh có đưa cho làng Văn để mà đại diện làm một số những việc đối phó với các nơi đã dùng những tác phẩm của Tú Nhi, thì gần hết hợp đồng thì Chế Linh có thông báo với làng Văn là hợp đồng mình sắp hết, thì rồi anh không có ký nữa đâu. Dạ. Anh sẽ lấy về hết, không ký nữa. À, xin lỗi, xin phép ngắt lời anh chỗ này. Tức là cái hợp đồng đó là về cái vấn đề là anh sẽ thâu âm cho trung tâm, hay là anh trao cho họ cái tác quyền của những tác phẩm của Tú Nhi? Nó hai việc khác nhau. Là một bên là ký hợp đồng để mình trình diễn và mình thâu âm bất cứ bài hát nào của các nghệ sĩ cho trung tâm và họ phát hành, hay là hợp đồng liên quan đến cái vấn đề tác quyền của những nhạc phẩm Tú Nhi cho làng Văn sử dụng, tức là về phương diện tác giả. Về phương diện tác giả. Dạ. Còn cái việc khác thì là nên không có giao cái quyền đó. Dạ. Như vậy thì cái hợp đồng đó hồi nãy anh có nói là sắp hết hạn đó, thì nó kéo dài tới bao lâu thưa anh? 10 năm. Dạ. Tức là từ năm 2014. 2014 cho tới 2024. Dạ, là hết hạn năm nay. Có tháng nào thưa anh? Tháng 2. Như vậy thì trong cái khoảng thời gian 10 năm đó anh làm điều gì mà làng Văn khởi kiện là anh đã làm bể hợp đồng, vi phạm hợp đồng? Nó có một cái vấn đề cũng nên cần cho quý vị biết, là khi mà Chế Linh đưa cái ủy quyền cho làng Văn, yeah, để đối phó một số những cái vấn nạn ở bên Việt Nam, yeah, vâng, chứ không phải ở hải ngoại, lý do nào mà làng Văn lại thưa Chế Linh, yeah, vâng, là nó có một cái vấn nạn như thế này? Tức là làng Văn đã dựng ra cái chứng từ để thưa bên trung tâm Thúy Nga. Thúy Nga. Mà trung tâm Thúy Nga, Chế Linh đã cho cái quyền của trung tâm Thúy Nga từ 2003 lận. 2003, 2004 lận. Được quyền để sử dụng những bài hát của Tú Nhi. Mà bây giờ đó thì bên Thúy Nga đã bị làng Văn thưa, thì bên Thúy Nga có phone về để gọi cho Chế Linh biết. Yeah. Chế Linh nói, ồ, té ra là có cái việc này, thì bây giờ được rồi, tôi sẽ chứng minh cái chính thức là mình có trao tác quyền cho Thúy Nga. Có trao tác quyền cho Thúy Nga. Dạ. Yeah. Và vì vậy cho nên mới có những cái sự lợn cợn này, và nói rằng Chế Linh đã cho, nghĩa là đã vi phạm cái hợp đồng. À, cái vụ hôm anh trong cái cuốn video của anh thì anh nói rằng anh về Cali này lần này là để chuẩn bị để tham dự cái phiên xử ở tại tòa án. Thế thì phiên xử đã xảy ra chưa anh? À, cái việc đó thì giữa hai bên luật sư. Dạ. Coi như là luật sư của Chế Linh đó. Dạ. Thì đã gặp gỡ luật sư bên làng Văn. Dạ. Để mà có thể là ra tới tòa án đó để mà bãi nại hay là cái gì đó. Tức là mình đã có làm một cái sự, những cái gọi là cái phương, cái thủ tục hòa giải ngoài tòa. À, đúng rồi. Thì những cái câu hỏi nào mà trong cái chương trình này mà anh Dũng hỏi anh mà anh cảm thấy không tiện đó, tại vì là nó còn chưa xử mà, thì nó có thể, người ta có thể vin vào đó để mà, đúng rồi, đó, thì là anh không cần phải trả lời. Đúng. Vâng. Thế thì trong, thưa anh, sau khi mà đã kiện anh là nói là anh đã bị làm vỡ hợp đồng như vậy, thì phản ứng lúc đó của anh là chắc chắn là rất là thất vọng. Thì anh phản ứng như thế nào trong cái thời gian đó? Lúc đó Chế Linh nghĩ rằng
Và tại sao vậy? Khi mà Trinh qua đây hát đó, thì có một người ngoại quốc, người Mỹ đó, người đàn bà, có đem tới cái tập mà cái hồ sơ mà đi kiện đó, thì đưa tận tay. Tức là lúc đó anh đang trình diễn ở một sân khấu ở miền Nam Cali, ở tại Orange County này. Cầm cái đó thì khi đọc lại thì tại sao có cái cớ sự này thì nó đau lắm, nó vô cùng đau đớn. Vì vậy mới ở lại vài ngày để nhờ luật sư để đối phó với cái văn bản này. Đó, cho nên cho tới ngày hôm nay thì cho nên tới đây không phải là để ra hầu tòa, mà tới đây để mà làm một số những việc khác ở trên cái channel của các đài như hôm nay. Là cho nên mượn quý vị coi như mượn anh Dũng để làm để sáng tỏ hơn cái vấn đề để bày tỏ tâm tình, bày tỏ cái nỗi uẩn khúc của mình, phải không? Đúng rồi, rất là đau, là bởi vì mình cộng tác với nhau mấy mươi năm rồi. Lặng Văn đã đối xử với gia đình không biết bao nhiêu cái việc lầm của lầm, nó đau lắm mà mình bỏ qua hết tất cả, kể cả vấn đề mà gọi là cái vấn đề mà gọi là cần thiết để đưa ra tòa để thưa Lặng Văn đó, mà gia đình cũng bỏ qua luôn. Trước đây mấy năm về trước đại khái vậy đi, thì chứ đừng cũng bỏ qua hết đi để cho nó êm, là bởi vì tình cảm là trên hết. Nhưng mà không ngờ cái tình cảm đó lại đổ sông đổ biển bằng cái ngày hôm nay, là Lặng Văn đưa mình một cái việc hết sức là khó xử. Trở lại một chút đó, cái lúc mà anh trao cái tác quyền 10 năm từ 2014 đến năm 2024 đó, thì có ấn định cái giá tiền khi mà anh trao cái đó là khoảng bao nhiêu tiền không? Anh còn nhớ không? Ở trên cái bản hợp đồng đó, nó không hợp lệ từ đầu lưỡng, nhưng cho nên cũng bỏ qua. Cho nên cũng bỏ qua. Thôi kệ đó đi, không sao. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì bắt buộc mình phải làm lại cái vấn đề này. Tức là vì cái sự dễ dãi của mình mà mình bị o ép nhiều đường quá. Thế thì bây giờ cái phương án của anh trong cái thời gian sắp tới sẽ như thế nào để đối phó lại? Anh nói là anh sẽ phải làm lại. Thế thì làm lại bằng cách nào? Thì bây giờ là cũng phải nhờ tới pháp luật thôi. Thật sự, chứ chưa bao giờ ra tòa ra tiếc. Từ hồi nhỏ tới lớn, đây là đầu tiên thành ra gặp phải những cái vấn nạn. Thế thưa anh, với những cái sự dễ dãi của mình trong quá khứ, cái chuyện xuề xòa của bản tính của một người nghệ sĩ, bây giờ phải đối phó với những cái thủ tục pháp lý, giấy tờ này kia liên quan đến những cái sáng tác, những cái tác phẩm của mình, anh có điều gì để muốn nói lại cho các cái thế hệ về sau, những người sẽ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc này? Cho nên cũng xin nói với tất cả quý bạn trẻ yêu nhạc, và đây là một sự gửi gắm. Khi làm văn hóa nghệ thuật thì chúng ta phải tôn trọng cái quyền tác giả tác phẩm, và muốn chuyên trở cái bài hát, những cái bài hát nào của tác giả nào thì nên kỹ lưỡng để cân nhắc làm những cái việc nó đứng đắn. Những tác giả đã bỏ công sức ra làm một bài hát để cho mình được hát, thì mong các bạn nếu còn thương mến, còn thương quý cái dòng nhạc, thương quý cái văn hóa nghệ thuật của Việt Nam mình, thì nên cẩn thận và cân nhắc mọi sự việc chúng ta làm ngày hôm nay là để cho cái thế hệ mai sau. Những cái thành phần trẻ, giọng hát mới, để tiếp tục làm công tác này. Cái việc mà anh vừa nói đó là cái sự trân quý đối với những cái tác phẩm nghệ thuật đó. Anh cũng có nói trong cái cuốn video của anh, episode 72, anh cảm ơn những cái người hát dạo, hát rong, những cái người đã tôn trọng giữ đúng cái phần lời, phần nhạc, nhịp điệu, không thay đổi. Và anh rất trân trọng. Anh có thể lặp lại một lần nữa với cái sự trân trọng đó. Mà thật sự như vậy. Khi mà đầu tiên mà đi Chí Linh về nước, và đồng thời có nghĩa là cải trang, không phải là Chí Linh đi vô trong một cái tiệm giống như mình đi vi hành vậy đó, phải không? Vô một cái tiệm để ăn thì có cái xe người ta kéo tới để hát, mà kéo tới ngay đằng trước mặt mình. Mà trong cái bàn của mình đang đứng đó hát, mà những cái bài hát của Tú Di, những cái bài hát lính, Chí Linh ngạc nhiên quá,
ghê gớm vậy, mà chắc họ biết mình là chế linh quá, hay là họ biết mình là đang có mặt ở đây, nhưng mà chắc chắn là họ không biết đâu. Tại vì tối tối mà ở trong cái một cái quán ăn tối lắm, quán cà phê chứ không phải quán ăn. Tới chừng cái mấy người này, cái hỏi mấy người ở trong bàn hỏi, à, em ơi, em hát cái bài, những cái bài của ông Tú Nhi này hát đó, có biết Tú Nhi là ai không? Nói dạ không biết. Dạ không biết, mà biết Tú Nhi đang ở đâu không? Nói dạ ổng đi lâu rồi, ổng đi hải ngoại lâu lắm rồi, không biết ổng chết là sống. lúc đó Chế Linh với vợ, Chế Linh với mấy người bạn cười lắm. Mà thật sự Chế Linh thấy rất cảm động. Họ hát rất chuẩn. Họ hát một cách nghĩa là như là coi như là họ hát không phải điêu luyện như những ca sĩ khác, những ca sĩ thực thụ, nhưng mà có cái hồn của họ thả ra, mình cảm nhận được là họ có thấm nhuần bởi cái bài hát đó, in sâu với họ, với là mình cảm nhận được. Thành nữa đó, chứ không phải họ hát khơi. Vì vậy Chế Linh mới nói rằng rất tôn trọng những người hát xong. Chế Linh rất quý và cái tâm hồn của họ thả vào trong bài hát. Vậy là có lẽ là trước khi mà họ hát, họ tập luyện đó, họ nghe những cái bài nguyên gốc từ anh hát. Đúng vậy. Đúng không ạ? Thế là họ mới thấm được tất cả những cái điều đó. Cho nên là Chế Linh cũng nói với tất cả anh em ở trong cái gọi là về ca sĩ đi. Đi theo cái dòng nhạc của Chế Linh thì xin yêu cầu, nếu muốn hát bài hát đó của người nào đó thì nên tìm tới cái gốc của người đó hát. Chẳng hạn như bài của ông Duy Khánh, bài của Nhật Ngân, hay là bài của Nhật Trường, hay là bài của Hùng Cường, thì tìm đến cái tác giả đó, bản gốc, để họ hát, rồi đồng thời là cái lời vẫn còn đó, và cái nhấn nhá của họ vẫn còn đó. Thì cái bài của Tú Nhi thì cũng vậy. Anh em đừng có nghe một cái gọi là ca sĩ khác nào khác, gọi là cái copy thứ hai, hay copy thứ ba. Chẳng hạn như hôm nay đó, Chế Linh nói một cách rất là chân tình. Chế Linh thương lắm mình những anh em đã hát, tạo ra những cái kênh này kênh khác đã hát. Chẳng hạn như bên cái giọng hát để đời đi, giọng ca để đời, giọng hát vậy đó, giọng ca để đời đi, là bên Quang Lập hát đó, hát rất nhiều bài của Tú Nhi. Mà Chế Linh nói thật, thay vì mình cảm ơn, nhưng mà cảm ơn có, nhưng mà cũng rất buồn, buồn cũng nhiều lắm, là bởi vì hát không đúng, hát một cách bừa bãi, và có nhả chữ ra cũng không đúng, và rồi xong rồi làm cho bài đó nó không có còn một cái sự mà gọi là cái chất liệu trân trọng nữa. Cho nên Chế Linh nói ở đây, bạn cũng đừng có buồn thôi, tôi nói ở đây bằng chân tình. Thật sự nếu mà bạn muốn hát những cái bài hát đó như thế thì bạn cũng nên kiếm lại cái bản gốc mà chính tôi hát. Chứ đừng có kiếm những cái người khác hát, nó sẽ không trung thực. Rất cảm ơn bạn đã chuyên trở những bài hát của Tú Nhi. Dạ vâng, cảm ơn nhạc sĩ Tú Nhi rất là nhiều đã chia sẻ với cái phần trình diễn của các nghệ sĩ liên quan đến các sáng tác của anh. Thế trong ngày hôm nay, trong cái chương trình này, chúng ta nói về vấn đề tác quyền đó, thì anh có ý kiến gì hoặc là có những cái tâm tư tình cảm nào mà muốn chia sẻ với những người đại diện để sử dụng tác quyền của các nhạc sĩ không, thưa anh? Xin phép anh Dũng, xin phép tất cả quý vị, và Chế Linh cũng xin phép tất cả những cái người gọi là khai thác về các tác quyền tác phẩm. Xin quý vị cũng lưu ý và cho một chút xíu nào tình cảm đối với các tác giả đã viết bài mà quý vị đang sử dụng. Nên có một sự công bằng, đem lại những cái gì mà quý vị đã hứa với các tác giả đó, dù tác giả đó có còn hay là đã mất, và gia đình họ cũng đang trông chờ ở các bạn để trả lời những cái việc mà các bạn nó hứa là sẽ làm đúng theo cái thiên chức của người quản lý bài hát của tác giả đó. Vì vậy, xin mong mỏi là các bạn sử dụng cho nó công bằng. Rất cảm ơn tất cả các bạn. Thưa anh Chế Linh, dạo gần đây đó, khi mà anh Dũng thường xuyên phải xem mà các cái chương trình trên YouTube đó, thì ngoài cái channel Chế Linh chính thức của anh rồi đó,
thì phải nói rằng được nghe nhiều bài hát của anh hoặc là nhiều bài hát của Tú Nhi do danh ca Chế Linh trình bày đó, mà nó trôi nổi ở nhiều cái YouTube khác nhau, tất cả những cái điều đó là anh đều trao tác quyền cho những cái người tác giả của những cái YouTube đó hay sao? Trời ơi, nói với anh Dũng, thưa quý vị, thật sự mà nói hết sức là bực mình, hết sức là đau buồn. Vì Chế Linh chỉ có một channel một thôi. Dạ vâng. Là Chế Linh Official thôi. Còn ngoài ra họ tạo dựng ra các cái kênh này kênh khác, mà cái hình mặt Chế Linh dần dần, mà những cái bài hát trước 75 có, dạ, sau 75 có, và những cái cuốn băng mà của Chế Linh trước đây mà Chế Linh không nghĩ ra là họ đưa ra để làm cái việc này, để khai thác nghĩa là trên cái mặt này. Dạ. Vì vậy Chế Linh cũng thưa với quý vị, với các bạn yêu nhạc, yêu thương Chế Linh và Tú Nhi, thật sự Chế Linh cũng rất là bực mình và không biết làm sao hơn, chỉ biết thưa trình tới tất cả quý vị ở đây, và đồng thời Chế Linh sẽ làm sáng tỏ hơn để đưa vào ở trong những người chuyên môn để lo liệu làm như thế nào để đối phó với các kênh này. Dạ vâng. Vì vậy thưa với Dũng, thưa với tất cả quý vị là Chế Linh sẽ làm cái việc này để sáng tỏ hơn, để đem lại sự công bằng cho Chế Linh. Cảm ơn nhạc sĩ Tú Nhi, cảm ơn danh ca Chế Linh rất nhiều ngày hôm nay đã bỏ thời gian đến cùng với việc Face TV để chia sẻ những cái tâm tình, những cái tình cảm, những cái uẩn khúc mà anh đã phải gặp phải đối với những đứa con tinh thần của mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì hy vọng là anh sẽ dồi dào sức khỏe nè, rồi sẽ trong những cái cuộc gặp gỡ với các luật sư hai bên có thể hòa giải, hầu đưa đến một cái giải pháp mà ổn thỏa cho cả hai bên để tránh những cái phiền phức hệ lụy về sau. Và cũng mong anh sẽ, nếu mà có thời gian nữa đó, có những cái điều gì cần cập nhật với khán giả thì xin anh cũng cho chúng em biết, để việc Face TV lại tổ chức những cái chương trình để mà anh có thể mở một cái diễn đàn để anh bày tỏ những cái cảm tưởng của anh. Rất cảm ơn anh Dũng và cảm ơn đài Vietpay đã cho trên cái cơ hội đi lên đây bày tỏ cho tất cả quý vị. Và bây giờ Chế Linh xin trân trọng kính chào và kính chúc tất cả quý vị mọi sự bình an trên mọi chặng đường. Cảm ơn nhạc sĩ Tú Nhi, cảm ơn danh ca Chế Linh một lần nữa. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hy vọng rằng chúng ta sẽ có thời gian để còn gặp gỡ với nhạc sĩ Tú Nhi hay là danh ca Chế Linh trong những chương trình kế tiếp. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe.